Chào các bác ạ, chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của em các bác nhá. Năm mới chúc các bác nhiều mạnh khỏe các bác nhá. Hôm nay em giới thiệu bác một con máy điều hòa không khí, con này của Sharp các bác nhá. Công suất nó khá là ok. Đầu 40 tương đương khoảng 1 ngựa, 1.7 HP các bác ạ. Đấy. Con này thì nó sử dụng điện 200V một pha các bác nhá. Đấy. Mình sử dụng điện 220V bình thường. Sản xuất vào năm 2013 các bác nhá. Đấy, cân nặng của nó là 16 kg, nguyên cái đầu lóng thôi, đầu lặn xin lỗi các bác ha. Đấy, con này thì nó bị thiếu một cái miếng nhựa nhỏ nhỏ chỗ này. Đấy, thì cái này mình có thể cắt cái miếng meca hoặc cái miếng nhựa mỏng mình gắn vào đây cũng không vấn đề gì. Cái chỗ này là cái chỗ để người ta tháo cái ống đồng thôi, chứ không có gì hết nhá, không có liên quan tới kỹ thuật các bác ha. Con này thì là có khử mùi plasma ion. Đấy, có tự động dọn dàn vệ sinh này, sạch sẽ. Đấy, máy thì rất là khủng các bác ha. Đấy, khá đẹp. Giờ mốt của nó thì còn rất là chất lượng mà nhá. Giờ mốt zin. Đấy, giờ mốt cảm ứng nhá. Nghĩa là cảm ứng cái phần tăng giảm nhiệt độ này. Đấy, khi đặt xuống thì là nó sẽ tắt màn hình. Đấy, khi cầm lên thì nó sáng các bác nhá, tiết kiệm pin và tích chức năng còn ở phía trong nữa các bác nhá. Đấy, chức năng là nằm lạnh này, chức năng hút ẩm, chức năng sưởi các bác nhá. Đấy, có 3 tính năng. Đấy, cái dàn của nó các bác nhìn nào. Đấy, dàn xanh nét nhá. Dàn này chống oxy hóa rất là cao. Dàn xanh này. Còn rất là mới các bác ạ. Nhìn cái nhựa này, đấy, nguyên cái cục nóng này không, nó nặng 48 kg các bác nhá. Đấy, đấy, anh nhìn thấy không? Ga thì xài hơn 1 ký ga các bác nhá, 1,6 ký, nặng 48 kg nhá, bản thân. Đấy, chạy chỉ 5.5 ampe thôi, cực kỳ tiết kiệm điện luôn. Và rất là khủng các bác nhá, to. Đấy, máy rất là nặng, cả cục nóng và cục lạnh ấy, các bác ta thấy là nó dư lượng khoảng 70 kg rồi đó các bác ạ. Đấy, 16 mấy cả 48, hơn 20, hơn 60 kg. Đấy, 16 kg cộng 14.8 tương đương là 64 kg và một bộ, cực kỳ nặng luôn. Đấy, chạy rất khỏe các bác nhá, phòng 20-25 m². Đấy, hoạt động thì bao phê và đây là cái học bộ nhá, em sẽ gửi cho các bạn qua cái thông số kỹ thuật. Đấy, qua Zalo các bác coi nhé, từ trang web của Nhật Bản. Đây là học chứa bụi nhá. Nó sẽ quấn cái tấm lưới mịn này, nó sẽ quét bụi và đựng vào hộp. Lưới của nó, dàn nó là còn rất là mới nhá, đẹp lắm. Thì các bác sử dụng khoảng vài tháng thì các bác mở ra xem có bụi không, thì mình đổ bỏ bụi. Như chung là nó rất ít bụi, dòng này dòng lưới mịn đấy. Đấy, nên là nó hạn chế cái tầm lưới như là cái bụi thô nó vào được bên trong các bác nhá, nên hạn chế tối đa luôn. Đây là mình xài nó rất là ok. Đây, đây lưới mịn nhá. Đấy, rất là đẹp các bác ạ. Bác nào nhu cầu chơi sang cái dòng cao cấp trải nghiệm thì alo cho em. Đấy, nhắc lại các bác là cục nóng của nó nặng 48 kg các bác nhá, rất là nặng. Đẹp, bằng sắt hết nhá, sơn tĩnh điện hết, tất cả của Sharp là sơn tĩnh điện hết các bác. Nhìn này, là sơn rất là bóng nhá. Đấy, rất là khó để chóc sơn của nó. Còn bình thường thì những cái hãng kia thì nó sơn bình thường thôi, nhưng mà riêng Sharp thì là những cái dòng phun chức năng họ tất cả đều sơn tĩnh điện hết và được ủ rất là cứng các bác nhá. Nên là sơn xong người ta đã ủ chứ không phải là sơn bình thường. Đấy, sơn xong được ủ nên các bác sẽ nhìn thấy cái độ bóng của nó này, các bác nhìn thấy không, nó rất là nhìn bóng các bác nhá, giống như là cái con sơn, cái công nghệ ô tô người ta sơn đấy. Đấy, người ta ủ sơn một chiếc đàng hoàng chứ không có thể sơn phết qua một lượt được. Nên các bác để ý những cái dàn máy của Sharp ấy. Đấy, những dàn sơn này còn rất là bóng ấy. Đặc biệt là đời trên 2010 người ta làm sơn kiểu này hết. Đó, rất là nặng nhá, con này bác dùng vùng biển vùng biếc ok. Các em sẽ có ổ cắm 200V đi theo cho các bác luôn nhá, ổ cắm để cho các bác cắm điện 200V luôn, đỡ phải cắt bỏ. Đấy, coi như là mình xài như zin luôn. Nghĩa là mình sửa chữa gì sau chỉ cần tháo ổ cắm ra thôi, rút ổ cắm ra, tháo ống đồng ra là mang đi thôi, chứ không cần phải là cắt dây, kiếm cái chỗ đầu lối để mình tháo máy các bác ạ. Ok, thank you các bác nhé. Bác nào có nhu cầu mua thì alo cho em các bác nhé. Đấy, giá con này thì em cũng công bố cho bác coi. Đấy, máy của nó là 10.500.000 các bác nhé. Bác nào cảm thấy hợp lý thì alo cho em. Riêng cục này, cục đóng em chia sẻ các bác nặng 48 kg, cục nóng còn là 16 kg các bác nhé, rất là nặng bác ạ. Đấy, chạy điện 200V luôn, khiển zin luôn các bác nhé. Đấy, và nó đi theo bộ của nó luôn, đó là đi theo bộ của nó luôn, đồng bộ các bác nhé. Đấy, chứ không phải là hàng dâu ông nọ cắm cầm bà kia các bác ạ. Đấy, kể cả cái dòng này có cắm cầm bà kia nó vẫn chạy rất là ngon các bác nhé. Riêng dòng này rất là dễ chịu, mình có thể
chơi hai cái đầu nóng và đầu lạnh ngược nhau nó vẫn chạy, nhưng mà mấy hãng khác thì nó sẽ không chạy được đâu các bác ạ, nó sẽ báo lỗi. Đấy. Ok, thank you các bác nhá, cảm ơn các bác đã theo dõi video của em nhá. Đầu năm xin chúc các bác thật nhiều sức khỏe các bác ạ. Bác nào có nhu cầu mua thì alo cho em. Cái này xài mùa lạnh sưởi luôn, đấy, tiết kiệm điện. Và thứ hai nữa là mùa mà lồm nhiều, bật chức năng hút ẩm lên. Đấy, mùa hè bật chức năng làm lạnh. Đấy, chức năng của nó là full luôn các bác nhá. Hàng ở đây thì không có tính năng giống kiểu như thế đâu, chỉ có sưởi và ấy thôi, không có hút ẩm đâu các bác ạ. Ok, thank you các bác nhá. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Những cái hàng của Nhật thì nó chỉ cứ hè các bác, nó sản xuất kể cả nó là 2007, 2008 đi chăng nữa, nhưng cái công nghệ hiện tại các bác đang sử dụng ở đây chưa có đâu các bác ạ. Mới bắt đầu có một vài tính năng thêm vào. Đấy, nghĩa là mình lúc nào người ta sản xuất bên họ người ta xài cả 10 15 năm rồi bắt đầu là nó mới đưa sang cái công nghệ sang những nước khác các bác ạ. Đấy. Bao giờ người ta nghiên cứu ra người ta sẽ sử dụng trước. Đấy, dân người ta sử dụng trước sẽ bắt đầu mới xuất khẩu đi. Chứ người ta không phải là nghiên cứu xong là bán đi luôn, tại vì thứ nhất là mình chưa có đủ điều kiện để mình mua được những cái máy mà công suất như vậy và tính năng như thế các bác. Nên các bác để ý máy của mình rất là bình thường. Đấy, đầu lạnh của nó rất bình thường các bác nhá, không có nhiều rườm rà giống như máy của Nhật đâu các bác ạ. Đấy. Ok, thank you các bác nhá. Cảm ơn các bác.